có hai người cùng đi qua đại dương, đó là một học giả và một người thương gia. Nhà thương gia chở rất nhiều những thứ của cải ở trên con tàu, còn người học giả thì không có chở bất cứ một cái gì hết trơn ấy. Nhưng mà khi đi ra giữa chừng biển cả, sóng gió nổi lên thì con thuyền nó bị lật úp, cho nên cái người thương gia và người học giả đó mới phải bằng mọi cách để bơi vào bờ. Và khi mà bơi được vào bờ thì cái người thương gia mất sạch, quý vị, không còn gì hết trơn. Nhưng mà cái người học giả còn, quý vị, còn cái trí. Cho nên cuộc đời của mình cũng vậy, tất cả những cái gì mà mình đang cố gắng tích góp hàng ngày đây này, là cái đó có thể mất đi bất cứ lúc nào. Đức Phật nói một người có tài sản có khả năng mất đi vì năm nguyên nhân. Thứ nhất đó là nước trôi, thứ hai là lửa cháy, rồi vợ con phá tán, những người có quyền hành người ta sẽ cướp lấy. Nên trong tất cả những cái gì mà mình có đó cũng có thể bị mất đi. Cho nên nó không phải là cái neo của cuộc đời của mình, mà cái neo của cuộc đời của mình là mình có được trí tuệ để mà vượt qua được khổ đau. Người ta nói một câu vui đó là một ngày tu thì chưa chắc đã thành chánh quả, nhưng mà một ngày mà ngu thì có thể có rất nhiều hậu quả nó xảy ra. Một ngày mình thiếu hiểu biết ấy, là có thể gây ra rất nhiều cái hậu quả. Nên trí tuệ chính là cái mỏ neo đầu tiên vững chắc để mình sống trong cuộc đời này trước những cái phong ba sóng gió của cuộc đời. Và trí tuệ này đưa đến một đời sống bình an, nó phải dựa trên nền tảng nhân quả của sự bình an. Ví dụ như mình xây một cái căn nhà, mà xây lên cái căn nhà đó bằng những cái viên gạch là khổ đau, rồi mình xây xong căn nhà đó xong thì mình đặt một cái bảng ở trên căn nhà đó, mình ghi là ngôi nhà hạnh phúc. Liệu căn nhà của mình nó có hạnh phúc được không ạ? Nên một ngôi nhà hạnh phúc nó phải được xây dựng lên từ những viên gạch hạnh phúc. Tức là mình muốn có được một đời sống bình an thì mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi suy nghĩ hàng ngày của mình nó phải thực sự hướng đến sự bình an. Đó là một người sống có trí tuệ, chứ không phải là gì ạ, mình muốn xây lên một ngôi nhà hạnh phúc nhưng mà những viên gạch của mình hàng ngày đều là những viên gạch đau khổ cả, thì không thể hạnh phúc được. Cho nên bình an muốn có mặt được thì điều đầu tiên mà một người Phật tử cần phải tập có lòng từ bi. Quan trọng lắm, quý vị. Những người nào đi chùa rất là lâu năm nhưng mà không có được lòng từ rộng mở thì người đó không phải là con của Phật. Tại sao vậy? Tại vì có một lần ở trong kinh A Hàm thì Ngài A Nan mới hỏi với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có phải một nửa phần giáo pháp của Đức Như Lai là nói về lòng từ bi hay không? Thì Đức Phật mới nói với Ngài A Nan rằng: Này A Nan, không phải một nửa phần giáo pháp của Như Lai là nói về lòng từ bi, mà toàn bộ giáo pháp của Như Lai là nói về lòng từ bi. Những ai tu tập tâm từ bi, thực hành tâm từ bi, thành tựu tâm từ bi thì người đó sẽ thành được quả vị vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Có nghĩa là Đức Phật khẳng định một người con Phật lấy từ bi làm lẽ sống, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Và nếu như mình thành tựu được lòng từ bi thì người đó sẽ thành Phật. Tại vì thành Phật rồi để làm gì, quý vị? Để ở đây cúng bưởi, có người cúng bưởi, có người cúng nho. Có phải không ạ? Không. Thành Phật không phải để cho người ta cúng bưởi hay là cúng mấy trái nho, mấy trái chuối, không phải. Mà thành Phật là để cứu độ chúng sanh. Mà cứu độ chúng sanh là dùng cái gì để cứu độ? Lòng từ bi mà cứu độ, dùng trí tuệ mà cứu độ. Cho nên căn bản của một người học Phật trước hết và sau cùng đó là lấy từ bi làm căn bản. Bất kể quý vị ở đây là tu theo mật tông, thiền tông hay tịnh độ tông, đó là phương pháp tu tập. Nhưng mà căn bản của sự tu tập đó chính là lòng từ bi. Bất kể quý vị tu theo pháp môn nào, nhưng mà phải biết được rằng là từ bi chính là pháp môn căn bản. Nếu không có lòng từ bi, tức là không có tâm thương yêu mở rộng, thì mình không phải là con của Phật. Cho nên muốn biết được một người có tu tập hay không thì dễ lắm. Mình nhìn vào người đó, mỗi ngày tâm của họ có mở rộng ra hay không, hay là càng tu càng lòng càng hẹp lại. Ai đồng chút nổi nóng, đúng không ạ? Ai đồng chút cái là nổi sân liền, cái đó là không có tu. Trước hết một người mà thật tập tâm từ bi là mình cũng có thể cảm nhận được ở chỗ là khi mình đứng gần người ta, tự nhiên mình cảm thấy có cái cảm giác rất là an lành, đúng không ạ? Không cần nói năng nhưng mà cũng cảm giác rất là an lành.
Và khi mà người có thực tập tâm từ bi, người đó mới thực sự bắt đầu bước vào con đường của sự tu tập. Ở trong đạo Phật mình thì có rất là nhiều gương hạnh các vị Bồ Tát, như là Bồ Tát gì quý vị, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, hay những vị thánh tăng ở trong thời hiện đại. Mình thấy những vị đó đều lấy tâm từ ra để giáo hóa chúng sanh. Còn ví dụ như trong tôn giáo bạn, có sơ tên là gì quý vị? Teresa đúng không ạ? Tôi Nguyên có đọc một câu của bà nói rất là hay. Bà nói là người nào mà muốn sờ được mình Chúa thì người đó phải sờ lên được vết thương đau của nhân loại. Quý vị nghe có kịp không? Người nào muốn sờ được mình Chúa là người đó phải sờ lên được vết thương đau của nhân loại. Tức là cái người mà muốn gần được thánh thần, các bậc thánh thần Phật, thì người đó phải là người thấu hiểu được nỗi đau của nhân loại. Mà muốn thấu hiểu được nỗi đau của nhân loại thì người đó phải mở được cái lòng của mình ra mới có thể thấu được người khác. Còn mình không mở được lòng của mình ra thì mình không thể thấu được cái nỗi đau của người khác. Căn bản của sự tu tập không phải là mình tu bao nhiêu lâu, mình đang ở cái địa vị nào, mà mình phải coi thử là mỗi người mình có mỗi ngày qua đi, mỗi năm qua đi, lòng mình có dễ tha thứ hay không, có dễ bao dung hay không, hay là có dễ tiếp nhận sự khác biệt hay không. Muốn kiểm chứng được cái người có tu hay không là phải kiểm chứng được người đó cái tâm từ có rộng mở hay không. Mà khi mà tâm từ bi của mình rộng mở ra thì đời sống của mình mới thanh thang được, và mình không còn bị vướng chấp trong bất cứ một cái điều gì cả. Quý vị thấy ở trong cuộc đời này cái gì là to nhất? Quý vị có biết là trong cuộc đời này cái gì to nhất không ạ? Nhá. Có một em nhỏ trong một lớp học được một vị thầy hỏi như vậy, đố các em là cái gì là to nhất? Có em nhỏ nói là thưa thầy là con voi là to nhất. Có em thì nói là ngọn núi là to nhất. Nhưng mà có một em học sinh nhỏ rất là hay, em này nói là thưa thầy con mắt là to nhất. Tại sao quý vị? Dạ, tại vì con mắt có thể thấy được hết tất cả những thứ đó cho nên con mắt là to nhất. Nhưng mà quý vị thấy đó là có phải là một câu trả lời đúng chưa? Dạ. Cái gì to nhất? Giống như con mắt là có thể thấy được tất cả những cái khác cho nên là con mắt là to nhất. Nhưng mà thực ra con mắt không phải là cái to nhất. Mà cái gì to nhất quý vị? Dạ không phải. Dạ. Cái to nhất đó chính là cái tâm của mình. Mà cũng là cái nhỏ nhất, cũng là nó. Đúng ạ. Cái tâm cũng là cái mà nhỏ nhất mà cũng là cái to nhất. Tại vì sao? Tại vì có những cái tâm thấy mà mắt không thấy. Đúng không ạ? Có những cái mà chỉ có cảm nhận bằng tâm mới có thể thấy được. Chứ không phải là lúc nào nhìn hai con mắt này mà nhìn thấy được đâu, không phải đâu. Trong kinh Đức Phật gọi là tâm bao thái hư, lường châu xa giới, có nghĩa là cái tâm của mình là bao trùm tất cả các cảnh giới, không cùng tận. Cho nên từ ngay cái tâm này mà mình mở rộng ra được á, như Đức Phật nói á, thì lúc đó mình mới thành được vô thường chánh đẳng chánh giác. Tức là lấy tâm từ bi làm căn bản của sự tu tập, và chính tâm từ bi đó là mình thành tựu được như Đức Phật đã thành tựu. Và thưa quý vị là chỉ có thực tập được lòng từ á, thì có người mình mới thoát được một kiếp sống rất là dở, rất là tệ ở trong cuộc đời này. Đức Phật nói tại sao quý vị đến với cuộc đời này ạ? Tại vì nghiệp lực mà tới. Nghiệp lực mà tới, do cái nghiệp mà tới. Còn các vị Phật Bồ Tát là do nguyện lực mà tới. Nguyện lực mà đi vào cuộc đời, còn mình là do nghiệp lực mà mình có mặt ở trong cuộc đời này. Mà cuộc đời này Đức Phật, như Đức Phật Ngài nói là ba cõi không yên giống như căn nhà lửa. Tức là lúc nào cũng bị thiếu đốt hết trơn á. Cho nên người nào không bị đốt nhiều thì cũng sẽ bị đốt ít à, đúng không ạ? Người nào có phước thì sẽ bị đốt ít, người nào có trí thì sẽ bị đốt ít, mà người nào vô phước vô trí thì người đó sẽ bị đốt nhiều. Muốn mà không có bị đốt cháy, không có bị cái sự thiêu đốt của cuộc đời này á, thì chỉ có một ngọn lửa duy nhất có thể dập tắt được cái đó. Đó là gì quý vị? Lòng từ bi. Tại sao Đức Phật nói là cái người mà thành tựu được lòng từ bi thì người đó thành Phật? Câu trả lời là ở trong đó nó mới là quan trọng. Quý vị biết không ạ? Tại sao ạ? Tại sao nó thành tựu được lòng từ bi thì thành Phật? Tại vì thành tựu được lòng từ bi chính là mình đang đi đúng con đường của Phật đi.
Mà con đường của Phật đi là con đường gì quý vị? Nhá. À, nói hồi với lòng vòng. Con đường của Đức Phật đi đó chính là con đường vô ngã. Con đường vô ngã, nhớ nha. Con đường vô ngã. Vô ngã ngay từ trong cái gì ạ? Trong hình ảnh của Ngài, từ bỏ hết tất cả, đúng không ạ? Cung vàng, điện ngọc, tất cả những cái gì mà Ngài có, đó là cái của Ngài, tức là cái của tôi á, là Ngài từ bỏ. Và thứ hai là bỏ cái tôi. Thì bỏ cái của tôi và bỏ cái tôi, đó chính là con đường gì ạ? Con đường vô ngã. Mà khi mình tu tập lòng từ bi chính là tu tập hướng về cái sự vô ngã. Ví dụ quý vị ở đây đi ra đường, mình gặp một người nào đó ở trên đường họ nghèo đói khổ cực, mình sẽ nghĩ gì ạ? Nghĩ gì đầu tiên quý vị? Thương người ta, đúng không ạ? Thương. Người Việt Nam mình rất là rõ ràng nhé. Người Mỹ chỉ có một từ để diễn tả đó. Ví dụ như là mình thấy con mình nói cũng nói là I love you, đúng không ạ? Người thấy người yêu của mình cũng nói là I love you. Nó một từ. Người Việt Nam mình thì khác. Thương khác, yêu khác, đúng không ạ? Thương là gì ạ? Thương là cho đi. Mà yêu là nắm lấy, giữ lấy. Khi mình yêu chồng mình hay là mình yêu một người nào đó là mình muốn chiếm hữu chứ không muốn buông ra. Nhưng mà thương có nghĩa là cho đi. Cho nên khi mình phát khởi được tâm từ bi thì mình không còn nghĩ tới mình nữa. Mình cho đi mà, đúng không ạ? Mình nghĩ tới người khác. Thì ngay giây phút mà mình phát khởi được cái tâm từ bi thì đó chính là lúc mà mình đi về con đường như vậy. Con đường vô ngã. Đó là lý do mình hiểu tại sao Đức Phật nói là mình thành tựu được lòng từ bi thì mình sẽ thành Phật. Cho nên bao nhiêu năm nay mình tu rồi á, thì mình phải hiểu được rằng là mình phải phát triển cái gì. Phát triển cái gì quý vị? Tâm từ bi, tâm từ bi. Còn niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, đó là phương pháp để gì ạ? Rộng mở được tâm từ bi của mình. Đó không phải là cứu cánh quý vị, đó chỉ là một cái con thuyền để đi qua sông. Mà chính trên cái con thuyền đó là chở đầy chất liệu từ bi thì mình mới thành tựu được trong đời sống, trong tu tập. Còn nếu như mình không có được cái chất liệu này thì mình tu bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp cũng vậy thôi, không có được cái gì hết trơn. Mà chính khi một người sống ở trong đời sống này mà tâm từ bi được mở rộng thì đời sống của người đó trong gia đình cũng khác, bước ra xã hội cũng khác, làm việc gì cũng khác người khác cả. Tại vì mình hướng đến con đường vô ngã, tức là mình hướng đến phụng sự và hy sinh. Và khi một người mà quên mình á, để mà phụng sự, để mà giúp đỡ cho người khác, thì lúc đó con người đó không còn là con người phàm phu nữa, mà bắt đầu con người đó có cái gì quý vị không ạ? Dạ, bắt đầu cái người đó bắt đầu có chất thánh ở trong người. Nên người nào á, mình sinh ra trong cuộc đời này cũng đều là những con người phàm phu cả. Có những bậc thánh nhân xuất hiện cũng là mang hình hài của những con người, nhưng mà có được cái chất thánh ở chỗ là các ngài mở rộng được tâm từ bi và phụng sự cho nhân loại. Vì vậy mình đã là một con người đầy phàm phu rồi, thì trong kiếp sống này ít nhất á, mỗi người chúng ta phải phát khởi tâm là mình làm một chút gì đó để mình thoát bớt thân xác phàm phu này. Còn nếu không, mình sống 100 năm mình vẫn là một kẻ phàm phu như thường. Mình không có được một cái chất nào mà thánh ở trong người mình hết trơn á. Cho nên mình mở rộng lòng từ bi có nghĩa là mình tập cái gì quý vị biết không ạ? Tập cho mình có chất thánh, chất Phật ở trong. Nói như vậy có khó không quý vị? Không có khó quý vị. Mình tập cho mình chưa có nói là mình là Phật là thánh, mình tập mà. Một con người sống ở trong cuộc đời này mà muốn thoát được thân xác phàm phu này á, thì chỉ có mở rộng ra tâm từ bi thì mới có thể thoát được sự phàm phu của mình. Quý vị thấy là Đức Phật, Chúa Giê-xu hay bất cứ người nào sinh ra trong cuộc đời nào đều là mang thân người hết trơn á. Không có cái vị nào tự nhiên biến ra một cái là thành thánh trong cuộc đời này cả. Mà sợ gì các vị đó là thần thánh là bởi vì lòng từ, tình thương, đúng không ạ? Tình thương cả. Mình thấy được như vậy á, thì khi mình là một người Phật tử tu học, mình nhớ và phải luôn nhớ, phải luôn tự khuyên nhắc mình, đó là tới thời điểm này mình đã thật sự mở rộng được cái tâm từ của mình hay chưa? Hay là suốt ngày mình chỉ ôm giữ cái phương tiện, đúng không ạ? Ở nhà gõ mõ tụng kinh, ngồi thiền, trì chú liên tục, nhưng mà cái tâm của mình không mở ra. Cái tâm không mở ra. Và cái tâm khi mà mình thực hành á, mà mình ôm giữ như vậy
mình không mở tâm từ ra đó, thì mình đi vào cái hướng gì quý vị? Cái hướng hữu ngã, tức là hướng chấp. Thay vì mình tu thì càng ngày mình bớt chấp, thì đằng này mình càng tu mình lại càng chấp. Mà cái người tu mà càng ngày càng chấp thì càng đau khổ. Là người Phật tử, mình hiểu được con đường của Đức Phật đi đó chính là con đường vô ngã. Mà muốn thực hành được con đường vô ngã thì không còn cái cách nào khác, đó là mở rộng lòng từ bi.